Ui rồi. Rồi ngoài sân. Có kiểu cầu trọng đất được rồi. Ui rồi, chủ tay giật vẫn trong kìa. Kéo thật. Vẫn còn. Thủ lên, ôi vẫn lên kìa. Không nắm bỏ. Ôi. Đường cầu rất hay. Ngoài kìa. 12 lượt. Singapore bắt đầu thấy yếu rồi. Hồng Nam thi đấu hay hơn mọi hôm. Tuấn Đức cũng vậy. Điểm số 16-18 Tuấn Đức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kết 2 ở nội dung đôi nam. Quý vị khán giả vui lòng đóng giúp cửa giữa khán đài xem. Cần chọc thì ghé hơn nhá. Nhưng mà đây cần là 10 phân, hiểu không? Viên áo vàng, tóc vàng của đội tuyển Thái Lan mọi người, cũng cho áo vàng tóc vàng nhá. Kim Hy đánh hay quá. Rất tự tin. Vẫn trong. Ui trời. Điểm 11-12 cho Singapore. Trong sân quá khó, mỗi tội
Minh Trinh Ga. Cân sức. Phản công. Ôi, vẫn không để được, hai đội đánh đều rất hay. Một đường cầu mát nhan. Em đều muốn đều rồi. Rồi, lại cầu muốn. Rất kinh nhưng mà bên Indo thủ chắc quá. Cho vặn vẹo cả người đi. Lắc lưới. Bắt cầu ngoài sân rồi. Thủ được. Bom. Về. Hai nhịp. Ngoài. Rồi tiếc quá. Cân nhau ở đoạn cuối. Hai đôi này rất ngang nhau. Sẽ được thưởng thức thêm một trận đấu nữa. Quý vị khán giả ở khán đài C1 vui lòng đóng cửa sổ cho ban tổ chức. Rất nhanh. Có kiểu cầu chạm đất được rồi. Đầu thứ hai trận bắn kết đôi nam nữ cho sân số 1. Nhanh thế nhở? Rồi. Ui rồi, cổ tay. Giật. Vẫn trong kìa. Đã xác định cầu ngoài sân để 5-4. Cầu trong. Một tương kết kia là hai cầu. Chém hay quá. Kéo thật.
Xong 16, 13
đội Nam sẽ là nội bộ của Indonesia đối đầu.